gái chị gài cưng lấy nó hay gì vậy? Dạ, có gài không? Dạ không. Không, sao mày cái mày chụp hình mặt mày kìa vậy? Dạ, lúc mà anh thợ Dương Hoàng Hồng sao không biết vợ em. Tại sao cái tấm nó đẹp mày không lấy? Mày đẹp à? Nó đã kể hết hành trình mày dụ nó như thế nào. Hello mọi người, đây là đám con gái ghẻ bữa nay đãi đám, nhưng mà thật sự là như phải đi lo đặt ba cái bông cưới cho nó đồ các thứ. Xong rồi 4 giờ đãi mà giờ này 6 giờ em chưa vô tới nữa, nhưng mà thôi đi. Cứ cho khách người ta kiểu người ta tới trước đi, mình đâu phải nhân vật chính đâu, mình là người nhà mà, cho nên là như vô sao. Với lại cái miệng bị cái này nè, cũng không muốn gặp nhiều người á, cho nên là như cũng tránh, nhưng mà vô cho nó vui. Với xe bông nè, xe hoa nè, phải chuẩn bị cho nó, đặt người ta mấy giờ, tại vì ngày mai á là thức rất là sớm, là gần 9 giờ là đã phải thức rồi. 9 giờ là phải rước dâu về tới bển rồi để mà làm lễ rồi, cho nên là tầm là đâu đó là tầm 6 giờ là như phải thức rồi. Đó, cho nên là mình cũng tranh thủ để mà lo cho nó xong. Nhiều khi tôi tưởng tôi gả con gái thiệt. Quá chấn động. Mọi người mình không có tự tin á mà mời tới 400 khách, mình ngại lắm. Nhiều người ta quay này quay kia mình ngại. Ta kêu Như ơi chụp hình, không lẽ giờ không chụp. Mà chụp thì đâu có cười được đâu mọi người. Cho nên là thôi mình hạn chế 4 giờ nhưng mà 6 giờ mình mới tới, để cho nó giãn bớt ra. Không phải là mình chảnh nha, nhưng mà tại vì Ti nó mời á, là tất cả những cái khách mà Ti nó mời á là đa số là bạn của Như đó. Cho nên là Như chắc chắn là phải chụp hình với mọi người, nhưng mà Như chụp nhiều Như ngại. Mình bị kiểu tâm lý á, cho nên là mình cũng ngại đi sớm. Chứ không phải là mình nói là khách không quen nha. Đó giờ thì mình không có cái khái niệm là chảnh hay là như thế nào, nhưng mà mình bị bệnh cho nên mình hơi ngại. Giờ cười sao? Không lấy cười về. Không lấy chu mỏ hoài cũng kỳ. Mà cười hồi cái môi nó mỏi mọi người. Nó mỏi lắm. Đó, là bây giờ đang vô. Con gái lấy dạ. Chồng là làm 4 năm tập YouTube luôn. Tâm sự nhẹ thôi là kênh gần được 860.000 sub rồi. Mà chưa được có nút vàng. Mà có nút vàng thì mình sẽ làm một cái gì đó thật sự là ý nghĩa. Mà không biết làm cái gì thôi mọi người. Cố gắng đúng không? Ừ. Trời ơi, nút vàng là phải lâu lắm luôn á. Không, tính ra nút vàng mình lấy là mau á. Mình được nút vàng là mình mới có nhiêu tiền 2 năm đúng không? Mới có gần 2 năm mình mà đã đặt. Mà mọi người biết đi, coi YouTube là đâu phải là ai cũng bấm vô cái nút đăng ký đâu. Bởi vì một cái lần đăng ký của YouTube của mọi người dành cho mình là một cái sự yêu thương rất là lớn luôn. Cho nên là mình rất là trân trọng. Mà cái khoảng khách nút vàng với lại nút bạc với lại nút vàng nó xa tít mù khơi luôn á. Còn khoảng cách hồi đó hình như mình bao nhiêu tháng là mình được nút bạc tiên? 3 đúng không? Hơn 2 tháng xíu. Hơn 2 tháng xíu à. Nhiều người hỏi bộ như chạy gì? Chạy ẹt hay gì? Trời ơi, nhiêu tiền cho đủ thiệt luôn. Hồi xưa không có tiền nhiều đâu. Mà cũng cái lượt đăng ký cũng không có chạy được đâu mọi người. Cũng không có tạo nhiều tài khoản được đâu nha. Cũng không có ăn gian được đâu. Nói chung là tình yêu thương thôi. Tôi đến với mọi người. Mọi người đến với em bằng một trái tim yêu thương. Chứ em không có dụ dỗ gì hết. Có đầu hơi khùng thôi. Đó, đông vậy đó nè. Quá đông luôn á. Em cởi chị xong để em cởi cái bộ đồ này ra. Em muốn chưa? Sao vậy? Em quá mệt. Nó xiếm em. Rồi vợ nào nấy hung đây mà. Trời ơi. 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 Trời Nếu mà con đeo vàng bấy nhiêu mà con mệt thì ngày mai mẹ cho nữa là con lết. Đây cô vâu đây ạ. Ôi trời ơi, sao con không cầm cái quạt đó? Mày mãi con. Trời trời, dữ vậy hả? Dễ vậy. Nhảy coi. Đó. Thấy ghê chưa? Đâu quay cái lưng coi. Trời ơi, cô gái xăm chỗ, gái xăm đầy mình. Đâu khoe vàng. Khoe vàng cho mẹ coi. Quá trời. Thấy ghê chưa? Nói gì nữa đi.
đâu nói gì nữa đâu keo. Nói gì nữa đi keo. À. Hên à. Hên là trước khi lấy chồng xuống được 3kg à. Bữa chồng cái đầm này đâu vừa. Rộng rồi cô. Bữa nay rộng rồi. Thâu dây luôn cô. Ủa đâu mà mặc bộ đồ trang vậy mẹ? Đồ này bữa má mua nè má. Ủa dạ. Rồi lên mẹ ẩm nè. Lẹ đi. Ôi, té. Quá nặng rồi, giờ mập quá rồi. Lẹ đi. Vô. Yến vô, My vô, Liễu vô. Đã tới sao còn ngựa nữa. Cảm ơn các anh chị đã đến đây. Nói cho mẹ cảm ơn các anh chị đã đến đây. Cảm ơn anh, các anh chị đã đến đây dự buổi tiệc cùng chúng em. Chừng nào có cái tiệc gì nữa. Thôi nơi con em. Dạ. Yeah. Ủa người có ai chụp hình không vậy trời? Chụp em thì. Ủa ai chụp? Ủa ai chụp? Nè nè chụp hình chụp hình. Em mà đưa tay anh tắm đi. Lấy tay vô. Liễu ơi. Xíu vô gọi đầu. Má hai giờ gửi make up. Cũng khá là đúng rồi, đúng rồi, cũng khá vất vả. Có tiền. Cũng sợ, cũng có gì. Mấy tấm hình nhỏ thôi, ai kêu mày quất hình cổng. Thôi mà mấy tấm nó chụp cái đẹp mà. Mày nói chồng mày đẹp à? Chắc. Con gái chị gài cưng lấy nó hay vậy. Dạ, có gài không? Dạ không. Không, sao mày cái mày chụp hình mặt mày kìa? Dạ, lúc mà anh thợ gương hồng hồng sao không biết vợ em. Tại sao cái tấm nó đẹp mày không lấy? Mày đẹp. Đẹp không? Nó đã kể hết hành trình mày dụ nó như thế nào. Dụ gì? Ông chụp hình chưa nói nè. Không. Em không. Hạnh khắc mà mày thách nó. Xong nó về nó đúng cho mày. Trời. Những ngày đầu mà em kêu anh em nhắn tin sầm sạm với anh đó. Nói nó hơn nó em, tuy nhắn tin dạng sợ vô tấn công em mình lại gặp em đâu có dám đâu. Em nhét nó trời à. Em có đụng đâu, thấy em nhét rồi nói hoài luôn. Cái đó có chống cự không? Hôi ngại. Hôi à. Không có nói mẹ là à. Nó nói con rén đúng không? Chọc nó nói đàn ông gì u nhát không? Rồi xong rồi kể cho mọi người nghe để mọi người hiểu rồi tức quá. Bữa đó rủ nó về nhà. Bực bội thể hiện đàn ông lên, đấm nó một phát. Nó chơi với không? Trời ơi, hèn chi. Nó đã kể hết. Ghê chưa? Ngu vậy? Ngu vậy? Sao ngu quay đầu đi? Em quay đúng giùm em. Trời ơi. Mẹ về mẹ còn đi kết bông cho con à. Mẹ đi đếm vàng mai mẹ cho con nữa. Rồi mai mẹ chuẩn bị nhỏ mắt thuốc. Nhỏ mắt tặng mẹ hiểu cho mẹ khóc ủng ẩm ẩm. Về không cho về không? Thôi về đi mai rồi. Đếm sao? Trời trời mai thức 5 giờ sáng ai rảnh thức đếm nữa. Vô chơi đi trời mới 8 giờ dễ gì trời. Thất thốt gắn chịu. Ừ không sao. Ghê vậy? Cô là chính. Trời ơi má đừng diễn nữa má. Thôi về đi mai mẹ cho 200. Trời ơi cha nó cười lãnh gì hỏi đi ta. Về nha. Về. Quậy không? Sao mình lắm? Quay chồng anh. Đó. Cái gì? Cái này làm sao? Hôm nay gia đình đập tôi ơi. Cái gì? Ai ở chỗ này là giỏi tiếng Anh đọc coi stay gì? Stay strong and never give up. Là cái gì? Mẹ và đừng bỏ cuộc. Hãy mạnh mẽ và đừng bao giờ được bỏ cuộc. Thôi đi vô đi.